Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin khác. Mới đây, Bệnh viện Bình dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo đã thực hiện thành công ca phẫu thuật bằng robot để cắt bỏ khối u đại tràng và các hạch ung thư cho bệnh nhân 89 tuổi. Đây là bệnh nhân lớn tuổi nhất trong số gần 3.000 ca phẫu thuật bằng robot mà bệnh viện đã thực hiện kể từ khi triển khai công nghệ này vào cuối năm 2016. Bệnh nhân Quy là một cán bộ hưu trí, nhập viện trong tình trạng đi tiêu phân đen đau mỹ vùng bụng bên phải, ăn uống kém, thiếu máu, có tiền sử bệnh tim và suy mòn nặng chỉ còn 34 kg. Kết quả CT scan cho thấy có khối u đại tràng phải và nhiều hạch lan trọng. Sinh thiết sau nội soi xác định khối u là ung thư. Các bác sĩ tại bệnh viện Bình dân đã quyết định phẫu thuật bằng robot để hạn chế sự xâm lấn và cứu sống bệnh nhân. Ca phẫu thuật kéo dài 120 phút, khối u và các hạch xung quanh được loại bỏ hoàn toàn và bảo tồn được các mô lành trong ổ bụng của người bệnh. Sau khi cắt 40 cm đại tràng phải chứa các khối u, robot đã hỗ trợ các bác sĩ nối hai đầu đoạn ruột lại với nhau, tái lập lưu thông đường tiêu hóa, giúp bệnh nhân có thể đại tiện tự nhiên mà không cần mở hậu môn nhân tạo. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống ngon miệng trở lại, kết quả siêu âm ổ bụng sạch, không có dịch và được xuất viện sau 10 ngày hậu phẫu.